cảm ơn anh Đức Huy. Và thưa quý vị, Công Quốc là huấn luyện viên của diễn viên người mẫu Phi Thanh Vân. Chúng ta cùng xem quá trình tập luyện của Phi Thanh Vân với Công Quốc nha. Cô ơi, hôm nay là bài thứ 3 rồi đó cô. Đây là bài quan trọng nhất. Nhưng mà bài này cũng khó nhất đấy. Dạ, bình thường thì cô cố gắng 100%. Hôm nay cô bơm lên, cô lên 1000% luôn cho con. Nhưng mà con ơi, cái bài này hình như con thấy nó luyến nhiều quá đúng không? Dạ, đa phần thì trong một chữ nó chỉ có một nốt thôi. Nhưng mà trong cái riêng trong cái bài này thì mình phải luyến lên từ 2 đến 4 nốt. Có chữ 4 nốt đúng rồi. Dạ. Phi Thanh Vân đã dành rất là nhiều thời gian để luyện tập bài Hoa Thơm Bướm Lượn. Mới đầu thì mình cảm thấy rất là khó cho những phần luyến láy, cũng như là giữ khẩu hình làm sao đó để mình phát âm tròn vành rõ chữ, và đặc biệt là phải đưa ra được cái hồn của bài hát. Ô tình là con bướm lượn. Cô cần phải chú ý những cái luyến nhiều hơn nữa. Thì lúc đó nó mới ra được cái chất của cái bài Hoa Thơm Bướm Lượn này. Và cô phát âm cho gọn chữ lại và cho thiệt là nhẹ nhàng. Ấy hoa, tôi là này. Tôi là trong những ngày qua thì cô Vân đã luyện tập rất là chăm chỉ và cố gắng. Con nghĩ là cô Vân sẽ thành công trong tiết mục này. Con bướm lượn. Nếu như có một sự lựa chọn được một lần nữa, Vân vẫn sẽ lựa chọn dòng nhạc là dân ca Bắc Bộ. Bởi vì Vân sinh ra ở Hà Nội, dù rằng đã vào Sài Gòn theo ba mẹ từ bé, nhưng trong sâu thẳm dòng máu của mình vẫn là một cô gái Bắc. Cô lên sân khấu phải nhớ lời nha cô. Chết rồi, trở lên sân khấu hôm đó mà đang Vân cái gì. Anh xin lỗi ban giám khảo, em quên lời rồi. Để xuống hỏi lại thầy. Cảm ơn những chú bướm đến từ vũ đoàn Việt Hải. Trời ơi, hạnh phúc quá rồi. Huấn luyện viên Nhí ra đây luôn, ra đây luôn. Em giống như là con bướm chúa vậy đó, hiểu không? Bướm bà. Bướm bà đó. Em ơi, anh thấy may mắn là em đậu kịp với con bướm. Nó bay nhưng mà nó đậu kịp, đậu đúng nốt, đúng chỗ. Là bởi vì huấn luyện viên của em ngồi y như con mèo mà ngoắc khách vậy đó.
cứ vậy nè. Giống như con mèo thần tài đó, mèo mà mắt khách. Welcome, welcome. Cô Phi Thanh Vân hát xong con mỏi tay không? Dạ, con lâu con đập mỏi đỏ hết tay luôn. Hôm nay đã là vòng thứ 3 rồi mà em gọi là cái vòng bất chấp. Có nghĩa là em không quan tâm tới cái gì khác ngoài ông thầy nhí của em. À. Em bằng mọi cách bất chấp nhìn thẳng vô cái ghế đó, bắt nhịp và cứ như vậy hát thôi. Vừa mới quay qua đây, nghía cái camera, liếc qua ba vị khách mời, liếc qua ba nhóm khảo, quay lại bất chấp tiếp. Lắc lắc cái tay như vậy là cái giọng này phải rung 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 rung. Có tính trước với nhau vậy nè hả? Khi mà lắc tay vậy là giọng cô phải rung. Bởi vậy cho nên trong chương trình Sinh Ra Tỏa Sáng, đúng là như các em Hương nói, tại vì giống như con Quốc hát quá tốt, em có thể huấn luyện được chị Vân, tại chị Vân chưa bao giờ hát cho nên dạy được là chuyện bình thường. Không, hồi trước là Vân có hát đấy chị. Nhưng mà hát nhạc trẻ chứ mà giọng nhạc này. Anh nhớ cái bài gì của em đó. Em có một đứa gao rồi đó, anh thích bài đấy. Dạ no. Nhưng mà cái dòng nhạc không phải là dòng nhạc này. Không phải dòng nhạc của cổ. Mà bước từ cái đó qua này là nó hơi xa, nhưng mà anh nghĩ là em nhảy xào như vậy là cũng khá đấy. Nhưng mà nhờ con trai rất là nhiều. Và khi mà ở trong đó Hương vẫn thấy em tập luyện rất là tội nghiệp, là cái như là tay dơ lên dơ xuống, nhẹ nhàng đếm nhịp sao cho cô Vân vô. Đó, cho nên là cảm ơn con rất là nhiều đã dằn vật lôi cô Vân đến đúng điểm và đưa cô Vân đậu đúng nơi. Dạ, mời nhạc sĩ Đức Huy ạ. Một tiết mục rất là giải trí. và tôi không thể nào quên được cái nét sung sướng của Phi Thanh Vân mà mỗi lần mà thấy huấn luyện viên của mình gật đầu phẩy cái mà cô hát đúng của con thôi. Ôi dồi ôi, sướng quá. Và nó như thế không phải một lần mà nó là mấy lần nữa cơ. Và xin khen ngợi Công Quốc nhé. Cháu đã hát giỏi, cháu đã thông minh về mọi thứ. Nhưng mà nói thật nhé, nếu mà huấn luyện được một người như cô Phi Thanh Vân mà hát được như hôm nay, đấy là một kỳ công đấy. Trời ơi, một lời khen. Mời ý kiến từ Hoàng Bách. Anh Nghĩa ơi, thực ra là với cái tiết mục này thì đúng là giải trí rất là tốt. Mà nó có những cái gọi là trường đoạn nó khác nhau. Có những cái đoạn trường khác nhau với tâm lý của người xem. Nghĩa là nếu mà mình cứ quay qua nhìn cái ông huấn luyện viên này thì mình lại thấy là một cái sự nhiệt tâm, hài hước. Đấy, nhìn qua Phi Thanh Vân thì thấy một cái sự cố gắng gọi là vượt khó. Còn mình nhìn tổng thể thì đây là một tiết mục nó cho mình có những cái fan thoát tim. Bởi vì cho đến cuối cùng thì cũng đã về được tới đích. Dạ, bây giờ thì mình thừa khán giả bình chọn cho mình đi nào. Năn nỉ chứ không? Năn nỉ nữa. Cái mặt năn nỉ. Dạ, kính thưa quý vị khán giả và các bạn. Kính thưa tất cả các anh chị đang coi chương trình Sinh Ra Để Tỏa Sáng. Tội nghiệp em lắm. Em hát không có hay. Mà em bắt nhịp mà cứ phải đi theo thầy em ngoắc. Nhưng mà hôm nay em lại một lần nữa năng nỉ. Dạ, năng nỉ hãy bình chọn cho em theo cú pháp TS khoảng trống TV, có nghĩa là Thanh Vân viết tắt, gửi về 8569. Mỗi tin nhắn quý vị gửi về cho chương trình trị giá 5.000 đồng thì sẽ có một phần tiền trong đó được gửi vào Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam. Bởi vì có rất nhiều hoàn cảnh trẻ em cơ nhỡ, hoàn cảnh những em khó khăn, không nhà cửa, không tiền để chữa bệnh, rất cần sự giang tay bảo bọc của tất cả mọi người chúng ta. Xin quý vị hãy nhắn tin ủng hộ cho các thí sinh cũng như là đóng góp vào Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nghỉ giây lao trong giây lát quý vị nha.